Hello, chào mừng các anh chị, thì em đã đến với kênh Học Udemy miền Trung. Thì hôm nay em xin hướng dẫn với anh chị về cách để mà mình ủ men vi sinh để sử dụng cho ao nuôi ốc bươu đen, ốc nhồi. Có thể mình cũng có thể sử dụng cho ao nuôi tôm, nuôi cá được. Thì em là chuyên về nuôi con ốc, vì vậy em sẽ hướng dẫn là chủ yếu là để mình sản xuất men vi sinh cho ao nuôi ốc. Thì đầu tiên á, là các anh chị chuẩn bị cho em những cái dụng cụ như sau. Cái đầu tiên là cái thùng ủ men vi sinh này. Thì tùy các anh chị ủi thì ủi nhiều đó. Đây, cái thứ hai á là nước. Nước ở đây á là nước sạch, nước sạch á, ví dụ nước mình ăn, mình uống, mình tắm, mình rửa được là nó nước sạch. Ví dụ anh chị nào xài nước máy thì nó có nước clo nhiều quá thì các anh chị có thể đỡ 3 4 hôm mình sử dụng, hoặc là mình có thể sử dụng nước sông, nhưng mà nước sông, nước suối thì cố gắng sử dụng nước trong. Nước mưa thì anh chị vẫn có thể sử dụng được, nhưng mà đỡ 3 4 ngày thì sử dụng nó sẽ tốt hơn. Đó. Nước sạch này á, là mình sử dụng là khoảng tầm 30 cho đến 40 lít. Và tiếp theo á, là men vi sinh. Thì đối với em là sử dụng cái loại men này. Đây, đây 1 lít nha anh chị. Và tiếp theo nữa đó chính là 1 kg bột đậu nành và 2 kg kem gạo và 2 lít rỉ mặt đường. Thì đối với men vi sinh này á, thì nó có công dụng như sau. Đầu tiên á, là nó phân hủy các chất thải hữu cơ, giảm khí độc. Em ví dụ như cái ao ốc của anh chị mà nuôi một thời gian, ốc nó lớn á, thì nó sẽ thải rất nhiều phân. Thì trong cái phân đó nó sinh ra nhiều cái vi khuẩn cũng như là khí độc. Vì vậy cái men vi sinh này có chức năng là nó phân hủy đi những cái chất thải đó cũng như là giảm cái lượng khí độc xuống. Cái thứ hai á, là nó sẽ làm giảm đi những cái tảo có hại cũng như là nó sẽ kích thích những cái sinh vật phù du, sinh vật phát triển trong nước. Vì vậy khi mà anh chị nuôi á, thì nó sẽ tạo ra một cái vi sinh vật có lợi trong nước, đồng thời là nó kích thích những cái tảo có lợi. Thì cái đó thì con ốc nó có thể ăn và nó phát triển, và đồng thời là nó thiết lập một hệ vi sinh đường ruột có lợi cho ốc. Thì đây, thì đầu tiên là mình sẽ chớ vào, em chớ 1 2 lít rỉ mặt đường vào. Đây, 1 lít này là 1 lít men vi sinh. Rồi, sau đó cho vào 1 kg bột đậu nành. Bột đậu nành này nếu mà anh chị không có bột đậu nành thì cũng không sao anh chị. Mình có thể sử dụng kem gạo hoàn toàn. Ví dụ như em sử dụng 1 kg bột đậu nành rồi cộng với 2 kg kem gạo nữa. Nhưng ví dụ không có bột đậu nành thì mình có thể sử dụng 2 kg rưỡi kém gạo cũng được. Rồi sau đó cái mình sẽ trộn đều lên. Các anh chị trộn càng đều càng tốt nha anh chị. Ví dụ như cái này mình có thể sử dụng là trước khi mình thả con giống khoảng tầm 4 đến ngày vậy. Mình có thể mình tạo cái màu nước để nó cho những cái vi sinh vật có lợi cũng như là tảo có hại nó chết, rồi mình thả con giống thì rất tốt. Và này mình có thể xử lý định kỳ để làm phân hủy cái chất thải ở dưới ao ốc. Sau đó trong này là hiện tại đã được 20 lít nước rồi nè. Rồi cái này em chớ vào.
Con chớp á mày. Rồi. Như thế này á, rồi sau đó mình sẽ tiến hành một cái bước nữa, đó chính là mình sẽ đậy nắp lại. Cái cách này gọi là cái cách mình ủ yếm khí. Yếm khí đơn giản là mình đậy nắp lại kín luôn. Đó. Thì khoảng tầm 5 đến 6 ngày thì các anh chị kiểm tra lên, nếu mà nó có cái hiện tượng bọt bọt á là đã thành công. Thì hôm sau mà đến 5 đến 6 ngày em sẽ mở ra, em sẽ quay clip cho các anh chị.